Hello, hello, bà tạm phòng thông mà thì viết số mà group bà bằng ôn lời bản đá sẵn không YouTube hay Facebook ở ngày thamay sọc ở sẵn có thamay tạm phòng thông bàn mà bọt bà bùn phép tiết đấy mà bàn to video chú nông bồn dưỡng tu sân à nào tục ngô bọt thamay nào ai chẳng nằm ở phía bọn mà phải buôn chứ ngay bọn thông nào khẳng tì khlè bọt bà bùn phép này cũng gọi là lành hồng nhung tích chú nông bồn dưỡng tu sân à hay cầm click chú ý chạy chú ý like chú ý subscribe ở em bọn thông tivi mẹ mùi phong này mà bà đàm nữa một play đó đăng nổi Vâng, Vũng Thơm TV xin chào tất cả các bạn yêu mến kênh này. Hôm nay Vũng Thơm lại cập nhật tiếp tục nghe ngô chùa bốn mặt ha. Chùa bốn mặt thì có địa chỉ tại ấp Phước Thận xã Phú Tân huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng nha. Hôm nay Vũng Thơm lại cập nhật tiếp tục nghe ngô lên quán Bê Dành. Thì Vũng Thơm mời cái nhà mình vào bên trong nha, nhà mình đừng quên đăng ký cho Vũng Thơm mà mỗi một người một like một đăng ký ha. Cũng thơm mời tất cả các bạn vào bên trong này cùng theo dõi tiếp tục ha. Thì có cây hồng nhung trái nhiều quá cả nhà, tới tay luôn. Mình bắt đầu mà lọt lẹ mà quỳnh nội nữa. Thì ngày mong muốn những chỗ luôn mặc nghe complete cái chạy kia lại phong phòng thông thì là cái chạy lệch chú nông bộ nên tu sản á tất cả riêng trăm nào khẳng trang nên phòng thông còn đang gọi ban chạy lệch đấy nên phòng thông ăn cũng mong muốn những ngọt khả này thì thôi cũng thơm cảm ơn các bạn rất nhiều rồi mời các bạn vào bên trong thì bữa nay là tiến hành phần quán bê dành này chắc cũng gần xong rồi. Qua vào với tới bên trong này là nghe tiếng la oi thì quán bây giờ nó nặng, hôm qua thì nó lên xong rồi thì cũng không còn nghe tiếng nữa ha. Từ khi sau chôn là luôn tuốt là lướt số xâm luyện loan nói rồi xa là cái đại học của thằng anh ngày nay là lần hơi cầm đầu sau lướt số mọt mà bên phòng phẩm lên rồi mò về bước làm bài chạy người ra bằng bốn những cuộc sân à học bạn là phần thăm một chút nói này. Hiện tại thì phần bê dành cũng đã vào khốp vị trí hết rồi này nên chơi mà sớm ta và hay là tè nó đông nam mà sớm ấy chơi mà sớm ấy chết à. Hiện tại thì cũng đã nhắm mặt hết ha, nó là một sập một chút đó. Bạn chịch oi nè qua đại phong đó bữa nay nó mới tề cái quán về dòng này xuống. Rồi, người ta cái tên to công thêm nó còn tội. Hiện tại thợ cũng nói thêm thành công chứ sao đó mà. Đọc khẽ mà nói tận tao lúc đã lại sầm sầm rồi. Cái chợ lốt tô họ bắt nấu
Nhìn tao ra, tuổi nhám anh ấy. Tuổi nhám sắp tóc à. Cắt tới tề cái mặt đó. Cắt tề xong rồi mới chảo nó mới chín. Cắt ngọt thì cắt vẫn ô rồi chắc. Bắt đầu cạo cho sát ha, đập mặt thịt vô luôn. Thôi, ô đâu? Có đó. Cố lên kẹp vào mỗi hốn nữa lên. Năm thăng. Để cố lào năm thăng. Chắc mà cố lên đây. Nhưng nó chết mất rồi. Chặt thời rất là quay. Chứ nó mình quay về. Ở kìa mưa từ từ tấu á. Qua lại chỗ thợ làm phần công nhá. Một lần trang thừa công anh ấy là công nó nấu hả? Nhưng là công đà hót nó nấu rồi nâng nâng á công con á mấy là người hơi nấu rồi hơi nói ấy công nâng á hơi nâng dọn á hơi dọn hai công đã nói á ờ to là sai như là ngày nâng rồi hơi á nâng ngày nâng sửa hơi á à chiều nay dọn cho xong cái phần công đường luôn rồi nha. Quay tuôn na đặt mò tuôn đúng không? Ba. Đâu ấy? Quay tuôn na đặt mò tuôn đúng không kìa đấng? Quay tuôn nếu đặt mò đặt cái kìm rắn á. Đâu ấy?
lâu đã học tập bạn quay hơi ó tập bạn tập mầm á mầm vô nông dân nấu chu mô hình lại này nó đường trường mô lạnh này tầm hôn biết á đọc nó đọc nó lẹt nhóc á lẹt nhóc cả một hôn á mình con mồi nhóc nữa mình khéo nè hình bọc tới lần chìm lần múc lá gỏi một chú con này hỏi à con cục anh không thì ba mạng cú này cái này con đã con bát nữa nhưng là ta nó a sao đọc con thì lại ngậm chín on nữa ngậm tới bên hơi nữa chiều nay thì làm cái phần này cho nó xong hoàn chỉnh cái phần bê dành lên cái công này cho đều hết rồi mới bắt đầu tiếp tục phần mũi ngày xưa thua nữa hơi con tàn nữa hơi ngày xưa thế là con hơi ta ngày xưa con hơi ngày xưa lớp con hơi là con à con nữa no to còn một cái chứ còn một con là con giật một và chết rồi có làm sao và giờ là chiều nay chưa hết thôi nha còn một phần trước thêm dài ba cặp nữa cho nó xong chắc mốt mới lên cái công rồi cho nó xong luôn mời giờ hiện tại thì cũng đã nêm nếm xong hết rồi ha đầu và cái đầu thêm mà cua bia nó không một tiết cua bia là một cái bệnh bệnh là chặt ở đâu lần không bạc nghe tan nhà hơi nổi lâu ta có cái tay yêu của nó a công hoặc một hai bảy bốn cu tiếc bảy tiết kiệm được thằng cõi nhé hiện tại thở cũng đưa thêm chạy ba cặp nữa một cặp cho nó xong có thể góp được một cặp còn hai cặp nữa cái này cũng tề xong rồi hết cái nha phần miệng của bê dầm là tề xong hết rồi rồi chuẩn bị bào sữa lại cho nó bằng một là nghe là hót và bằng chặt hơi hai bằng chua mũi chua vô xem ai mũi lỗ và nó chua vô xem ai ở hai bên này bằng chặt và đâm chua con vô nổi đây là phần lái cũng đã lên ba cặp hay nè ba cặp để chịu phần tay áo phần ván bê dặm cũng lên ba cặp rồi đó đồng cội nữa còn lần bàn bay cua bay tục ọp vô lại nghe đa tồn tại nó hàng thành say đa tồn tại hàng say hiện tại cũng lên hết ha chuẩn bị lên ba con cái phần ván tay áo ở phía sau bê dặm lên ba cặp xong rồi đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng Thank you.
quá đẹp quá ha, trồng hết rồi, còn lên bè dành. Thôi đó, nó qua thằng lấy cái đà hoặc một con đà bên trên này phòng thông báo đồ tầm này xanh hay bằng bồn chậm tu sân à thay mà còn cõi nữa phòng thông báo bên bằng bồn dân là tầng học nè. Thì thôi cũng thơm cũng tạm dừng ha, nhà mình nhớ đăng ký theo dõi tiếp tục ở phần sau ha. Cũng thơm mà xin cảm ơn cái nhà mình rất nhiều ha.